chiếc xe này của làng hãng đó. Trên con đường đi tới sòng bài Vendover, chiều thứ sáu rồi, cuối tuần nhiều người đi tới đóng tiền điện cho casino. Hôm nay là ba tây tháng 11 2017, 3:40 chiều thứ sáu. Đang chạy tới casino Rainbow. Ban ngày tới đây đó thì thấy bình thường lắm, buổi tối á đèn sáng trưng nhìn rất là đẹp. Thành phố sống về ban đêm mà. Rồi bye.